học thuốc tác động dây thần kinh trung ương rồi thì nhóm thuốc kích thích rồi thì dạ hơn có thể cho mình biết được là nhóm thuốc này kích thích thần kinh trung ương không, cái tên thôi cũng được để mình review lại chút xíu lại cũng đủ. Như thuốc dopamine. Dopamine có chưa có họp không? Chứ có đi học không? Có đi học thì cũng nhắc lại cho mình thôi, cái tên thôi mà. Cái nào mình đã học nha. Nghe không được. Còn kênh trung ương là caffeine. Đó, ok. Tại nữa. Ok, cam pho rồi gì nữa? Nicotinic. Nicotinic. Ok, đó. Nicotinic. Chai, chai. Chitinic. Rồi, ok, cảm ơn bạn ha. Thì nhớ như vậy là cũng đã mừng rồi. Ok. Thì hôm nay thì mình sẽ cảm ơn Gia Hân ha. Hôm trước là mình đã học về cái nhóm thuốc kích thích thần kinh trung ương rồi. Đúng không bạn? Thì hôm nay thì mình sẽ học về các nhóm thuốc ức chế thần kinh trung ương ha. Mà trong cái phần nhóm thuốc ức chế thần kinh trung ương thì chúng ta sẽ có là thuốc B, thuốc C ha. Rồi. Học trước về cả hai nhóm thuốc là thuốc B và thuốc C trước đi. Bỏ slide ra nha bạn, cho bạn có thể theo dõi. Các bạn được nhận được cái file PowerPoint của mình chưa bạn? Ok hả anh? Má điểm nhanh cho hai anh chưa ta? Điểm nhanh cho hai anh chưa thấy anh? Hãy biết là hai anh đi tiêm vaccine rồi nhưng mà đã ra điểm nhanh cho hai anh chưa? Dạ đó. Rồi ạ. TP rồi thầy. Bạn rút anh. Dạ cái này có điểm danh cho bạn thầy anh rồi ạ. À ok. Còn Tú Anh là gì? Có BB rồi thầy là gì? Bao bao bé thầy. À. Trời tự nhiên nghe không? Hết hồn. Có tự nhiên có BB. Đây. Đó. Thì mình sẽ có, hôm nay thì mình sẽ học bài thuốc T, thuốc M. Nếu như kịp thì mình sẽ học về cái thuốc an thần gây ngủ. Thì mình đã gửi hết slide cho các bạn rồi đúng không? Thì đã có bạn trả lời rồi. Thì mình quên đó bạn. Mình xin lỗi bạn một xíu ha. Mai mốt mà thi có thi ai có thuốc nhất một thời. Là đi kim thanh. Sợ có gặn chữ không ra chứ đừng nói chìm thuốc nhanh thuốc chặt. Xin lỗi bạn ha, xin lỗi bạn lớp trưởng á. Hôm trước là gửi mail nhanh quá cứ quên. Quên cái vụ mà chỉnh cái chế độ mà chia sẻ với các bạn mà phải nhờ các bạn là phải request lại để mà coi cái slide. Thì bạn nào mà chưa nhận được slide á, thì hỏi lớp trưởng cho mình ha. Thì lớp trưởng sẽ gọi là chuyển cái file cho các bạn. Rồi. Ok. Thì hôm nay mình sẽ học về cái thuốc thuốc mê, thuốc tê đi rồi học nhập tao luôn. Đó. Cho nếu mà kịp. Còn nếu không kịp thì thôi để không sao, em gửi hết vô trong à thì ok thì mình nói với bạn đó, chưa có thì hỏi lớp trưởng cho mình ha. Rồi mình học thuốc mê trước ha bạn. Đào, thuốc mê đây chắc là mấy bạn cũng đã xem qua rồi đúng không? Còn nếu như mà chưa xem qua nữa thì thôi thầy với thầy nói là một lần. Rồi mấy bạn có file rồi thì mấy bạn sẽ dễ dàng coi hơn ha. Giờ cà phê
nó mới request các bạn hút tích tích từ trung ương. Ok bạn ha. Bạn nào có request thì mình sẽ chấp nhận hết cho mấy bạn, nên đó bạn cứ an tâm. Bạn nhỏ lớp trưởng đi, lớp trưởng đao về sau mà lớp trưởng gửi cho lớp chúng mình đi ha. Chứ để nhiều bạn quá mà request là mình gửi cũng phải 5-6 cái slide gì đó thì nó lại nhiều quá, 5-6 lớp rồi nó là nhiều. Rồi các bạn thông cảm cho mình ha. 6 cái slide các bạn, nên là bạn thông cảm cho mình. Rồi mấy bạn thấy được cái màn hình của mình rồi đúng không? Rồi thì mình sẽ có là thuốc mê và thuốc thiện mê. Thì mình sẽ có là định nghĩa của thuốc mê là gì? Là những cái thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương, đó là mất ý thức nè, cảm giác nè, phản xạ và làm giãn cơ vân, mà nó sẽ không làm xáo trộn chức năng của hệ tuần hoàn và hô hấp. Các bạn nhớ giùm mình ha, khi mà gây mê và gây tê, gây mê đi thì mình sẽ rất là sợ về cái tình trạng là suy hô hấp của bệnh nhân hoặc là sẽ làm trị tuần hoàn, nên là chúng ta phải có những cái loại thuốc mê mà nó sẽ đảm bảo cho cái việc là không có xáo trộn về cái chức năng của hệ tuần hoàn và hô hấp của bệnh nhân. Thì các giai đoạn của sự gây mê á, thì ban đầu thì nó sẽ cái giai đoạn này mình sẽ có bốn cái giai đoạn. Thì ban đầu á là mình sẽ có cái giai đoạn giảm đau, tiếp theo là đến giai đoạn kích thích, và đến cái giai đoạn là phẫu thuật và giai đoạn liệt hành não. Thì mấy bạn thấy cái giai đoạn giảm đau thì đương nhiên mấy bạn cũng biết rồi đúng không? Mình khi mà mình muốn mở vết thương của bệnh nhân ra thì mình cần phải có cho bệnh nhân giảm đau để cho bệnh nhân không còn cái cảm giác để mà bệnh nhân cảm thấy đau đớn, mình mới rạch vết thương người ta ra được đúng không bạn? Sau đó lại đến là cái giai đoạn là kích thích, các bạn lại thấy nó lại hơi bị gọi là hơi bị lạ không? Mình đang là thuốc mê mà thuốc ức chế thần kinh nữa mà tự nhiên là có một cái giai đoạn kích thích trong đây. Thì có bạn nào có cái có một cái sự gì đó gọi là một cái câu hỏi đặt ra ở đây không bạn? Hả? Các bạn không hỏi thì thôi nha. Có ai hỏi không? Không hỏi thì thôi nha. Có ai không thấy cảm thấy nó bình thường hay là cảm thấy nó lạ thường gì không? Còn nếu như không hỏi là nó là bình thường, bình thường thì thôi nhé. Rồi thì cái giai đoạn kích thích này các bạn, thường thì người ta lại rất là mong cái giai đoạn này nó sẽ trải qua rất là ngắn để chúng ta sẽ tiến đến cái giai đoạn là phẫu thuật. Thầy giải thích giùm với tụi em với, thì bạn nhớ khi mà có một cái sự kích thích hay là có một cái sự ức chế thần kinh trong một cái khoảng thời gian ngắn, rồi trong một cái khoảng thời gian ngắn thì chúng ta cảm thấy là nó sẽ, một là nó nếu như kích thích thì nó sẽ là kích thích và nó cho cái đáp ứng là kích thích. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà chúng ta nếu như mà kéo dài cái sự mà kích thích cái thần kinh ra thì nó sẽ có một cái cơ chế trong cơ thể chúng ta, sẽ có một cơ chế là bù trừ, thì nó gọi là cái cơ chế là feedback âm. Và khi feedback âm này diễn ra thì nó sẽ làm cho cái tình trạng ngược lại. Ví dụ như bây giờ đây là kích thích thì nó sẽ làm ngược lại, thì nó sẽ làm ức chế thần kinh. Nên là vì sao bạn nhớ mà cái bữa trước mình có nói với bạn đó mà về cái nhóm thuốc mà hoặc là không phải là về nhóm thuốc mà về cái rượu á, thì ban đầu mấy bạn cảm thấy uống vào mấy bạn cảm thấy rất là hưng phấn đúng không? Đó. Chứ có nói gì chuyện này đúng không các bạn? Đúng không? Chuyện ăn chơi nè. Có ha. Bữa trước có nói gì ăn chơi rồi ha, thì mình cảm thấy á là ban đầu vô mình cảm thấy mình uống rượu vô mình rất là nè, rất tê này nọ, tê cái kiểu ha. Nhưng mà sau đó bạn càng uống thì các bạn cảm thấy là cái giai đoạn mà nó vượt qua cái ngưỡng mà giới hạn bay lạc hả thầy? Ăn chơi thì nó nhanh lắm ha. Thì lúc đó thì nó sẽ, cơ thể chúng ta sẽ có một cái trạng thái feedback âm lại, cho với lại là cái đáp ứng về kích thích của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên cái trạng thái là ức chế. Tương tự như vậy trong cái giai đoạn mà gây mê này, thì gây mê đây là một cái thuốc mà ức chế dẫn truyền thần kinh đúng không bạn ha, nó để cho nó cảm thấy là chúng ta không còn cảm thấy đau nữa, ta không còn cái cảm giác là chúng ta đang gọi là trong cái giai đoạn mà tỉnh, để mà chúng ta cảm nhận được là cái vết mổ người ta đang đặt da đặt thịt chúng ta đúng không bạn. Thì cái giai đoạn này á thì cái có thể á
là do là cái sự mà ức chế những chuyện như vậy á, thì nó sẽ làm suy nhược cái vỏ não chúng ta ha. Và khi mà có một cái sự mà suy nhược như vậy á, thì não chúng ta vẫn phải duy trì cái hoạt động để nó ức chế đối với lại cái chất trung khuôn hoạt động ở dưới dưới não, dưới vỏ đó, thì nó sẽ làm cho cái trạng thái chúng ta là nó sẽ kích thích, đúng không? Bây giờ đang là ức chế nhưng mà trung tâm gọi là cái vỏ não chúng ta vẫn phải duy trì cái hoạt động, thì nó sẽ phải trở ngược lại về cái trạng thái là kích thích. Thì thường là cái giai đoạn của hút mê này á, khi mà nó trải qua thì nó sẽ rất là nhanh, để cho cái chúng ta sẽ bước qua vào cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn phẫu thuật. Và người ta vẫn hy vọng rằng khi mà trong một cái hút tê lý tưởng, thuốc mê, xin lỗi, một cái thuốc mê lý tưởng á, thì nó chỉ dừng lại ở cái mức độ là giai đoạn phẫu thuật thôi, chúng ta có thể là tiến hành phẫu thuật. Thì lúc này là đã giảm đau qua nhẹ đi cái phần giai đoạn kích thích rồi, thì tới cái giai đoạn giảm đau ở giai đoạn phẫu thuật, thì lúc này á thì cái nó sẽ ức chế cái toàn bộ cái thần kinh trung ương chúng ta ha. Nhưng mà nhớ là sẽ trừ cái hành tủy ra, vì khi mà trừ, nếu mà không trừ cái hành tủy ra thì chúng ta sẽ có những cái trạng thái là ức chế hô hấp, hay là nó sẽ liệt về cái trung tâm vận mạch chúng ta, thì nó sẽ tiến vào cái giai đoạn là liệt hành não. Nếu như mà trong cái giai đoạn phẫu thuật này mà chúng ta phải liệt luôn hành tủy hay là hành não đó, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là ngừng thở hoặc là ngừng tim. Và cái giai đoạn mà liệt hành não thì thường là chúng ta sẽ không có cái mong muốn nó sẽ diễn ra ha. Và khi mà cái giai đoạn nói là cái đoạn của sự gây mê thì chúng ta phải có bốn giai đoạn. Và khi mà giai đoạn tỉnh lại thì nó sẽ đi ngược lại với cái giai đoạn mà gây mê ha. Thì bắt đầu vô, nếu như mà gây mê thì nó sẽ giảm đau, nó kích thích, rồi nó phẫu thuật, hoặc là nó sẽ đến giai đoạn ngắn hoặc là không có mong muốn xảy ra ở giai đoạn nào. Vậy khi mà ngưng thuốc mê thì chúng ta mong muốn là bệnh nhân phải tỉnh lại, bệnh nhân cần tỉnh lại thì bệnh nhân phải đi ngược lại về cái bốn cái thứ tự này ha. Và chúng ta sẽ thấy là khi mà bệnh nhân quay ngược trở lại thì bắt đầu là nó có cảm giác là đau. Các bạn khi mà thuốc mê nó hết rồi thì nó bắt đầu có cảm giác là đau đó. Thì đó là cái ý nghĩa của cái giai đoạn của gây mê. Và đây thì thứ tự nó ngược lại ha. Thời gian gây mê thay đổi phụ thuộc vào hai yếu tố: mức độ nhạy cảm của neuron thần kinh với thuốc mê và liều lượng. Và một phần nữa là có thể là chúng ta sẽ thấy là đối với những bệnh nhân liều lượng á, thì nó sẽ có một cái điểm nữa là đối với bệnh nhân này mà có cái trọng lượng cơ thể mà nó nhiều lipid đó bạn ha, nhiều mỡ đó, thì những bệnh nhân đó thì nó sẽ có một cái sự gọi là chúng ta phải tăng liều lượng lên, do là những cái thuốc mê này nó sẽ có áp lực cao với lại là cái lipid hay là những cái mô mỡ đó ha. Và chúng ta cần phải có cái liều cao hơn để cho cái bệnh nhân chúng ta có thể là đến giai đoạn là mê. Rồi thì nhớ nha, cái giai đoạn thời gian mê mê nó phụ thuộc vào hai yếu tố là mức độ nhạy cảm của neuron, là cái tốc độ dẫn truyền hay là cái phần nhạy cảm của neuron có dẫn truyền hay là có chuyển tín hiệu được hay không cho các tế bào thần kinh. Và nó kinh giống như là cái sự mà giao cảm với phó giao cảm đó bạn ha, thì nó phải có một cái sự truyền tín hiệu thần kinh liên tục trong cái neuron, trong cái mà sợi dây thần kinh của chúng ta, thì nó mới bắt đầu là nó có truyền lên não, thì não nó mới phân tích và não nó mới cho đáp ứng lại là ừ, nó sẽ ngừng, nó sẽ không truyền tín hiệu lên não thì nó không đau, đúng không bạn? Đó là cái giai đoạn của sự gây mê. Và cái phân loại thuốc mê thì chúng ta sẽ có hai loại thuốc mê. Các bạn cứ lưu ý giùm mình, nhớ giùm mình có hai loại thuốc mê. Một là thuốc mê đường hô hấp và hai là thuốc mê đường tĩnh mạch. Thuốc mê đường hô hấp và thuốc mê đường tĩnh mạch là sao? Các bạn thấy mà khi mà mê gây mê trong phim, trong mắt người ta thường chụp cái mặt nạ đó bạn ha. Cái mặt nạ dưỡng khí hay gì đó, nếu mà gọi là trong cái bình thường thì nó là gọi là mặt nạ dưỡng khí đúng không? Cái mặt nạ khí đó ta chụp lại thì người ta bắt đầu người ta sẽ bơm cái thuốc mê đường hô hấp, thì mình sẽ có là cái thải khí, thì cái nitrate oxit nè ha, khí mà bay lắc nè, khí cười đó ha, bóng cười đó, hoặc là chúng ta sẽ có thể lỏng là mình sẽ có là ether, chloroform, halothane, emfluran, isopropran. Thì các bạn thấy á, là ngày xưa mà các bạn xin lỗi mình xíu, các bạn có học về dược liệu như ta em thấy bỏ vô khăn bịt vô cái mũi là cái đó là về những cái chuyện mà cúp giật này nọ à? Dạ chưa thầy, ok. Nếu như các bạn học về dược liệu á, thường là mình sẽ có những cái thí nghiệm á, thí nghiệm về dược liệu thì mình sẽ có những cái
cái dịch dung môi hay là gọi là dịch chiết á, à, dung môi đi, gọi là dung môi đi, thì nó sẽ có cái phần là khi mà chúng ta muốn tách hay là muốn gọi là tách cái chất, tách cái hoạt chất nó ra, thì chúng ta sẽ dùng este hoặc chloroform. Nên là những bạn nào mà đi học hay là đi thực thí nghiệm về cái trong cái và dược liệu hay là chúng ta chiết xuất của các dẫn chất ra đó, thì chúng ta sẽ có este và chloroform, thì về chúng ta cảm thấy là người chúng ta rất là mệt mỏi và muốn chìm vào giấc ngủ ha, đó là như vậy. Thì cái đó là ý nghĩa của cái việc mà có cái dược chiết mà khi mà chúng ta đi học hay là tiếp hành, thì khi mà những nếu như mà đúng như là theo quy định tiêu chuẩn á, thì cái phòng thực hành đó phải có cái tủ hút ha, cái tủ hot cũng được hoặc là cái tủ hút cũng được ha, để mà nó hút cái khí lên, do là những cái này nó sẽ dễ dàng bay hơi, nên là chúng ta phải hút nó lên để cho mà nó không có bay khắp trong không khí mà dẫn đến những cái người trong cái phòng đó thì nó sẽ mê hoặc nó buồn ngủ ha bạn. Thì đó là các bạn cũng hiểu được vì sao mà cái loại mà trong cái khăn hay cái gì đó mà người ta bị bệnh lại đó ha, thì chúng ta cũng biết được đó là cái loại thuốc mê trên phim ảnh chẳng hạn đó, từ phim ảnh đến thực tế vậy đó ha. Trên lâm sàng chúng ta thì có hai dạng ha, nhớ nha, thuốc mê đường hô hấp thì mình sẽ có hai dạng, thể khí và thể lỏng. Rồi thuốc mê theo đường tĩnh mạch thì mình sẽ có là cái mà dẫn xuất của bạc piturat, là đây là cái thuốc an thần gây ngủ ha bạn, thuốc ngủ, hoặc là mình sẽ có là cái thiobentan hoặc là cái methohexital, hoặc là mình sẽ có là cái ketamin và cái rubobon. Có coi phim mà vì sao đưa anh đến không? Đó. Rồi, trong phim đó là mở chảnh mở nói là cái về cái thuốc mà Robobon nó thay vì là cái mà cái mỹ phẩm mà bạn nó lại nói về cái Robobon này ha. Đây là một cái loại mà thuốc mà dùng trong phẫu thuật thì nó cũng không được sử dụng ở trên ngoài thực tế, nên là nó là người nổi tiếng nữa mà nó lại quảng cáo về cái sản phẩm mà bị chất cấm như vậy thì nó lại bị ném đá đó bạn ha. Chắc phần này em sẽ nhớ lâu vì con chuyện đó ha, có những cái ví dụ nó vui vui gì đó mà mấy bạn nhớ hoài ha, giống như là ăn chơi bay lắc thì nhanh lắm, học hành nó hơi lâu ha. Thì nên mình cũng gán là đi vào với lại mọi người để cho mọi người cảm thấy gần gũi hoặc là dễ học, dễ trôi hơn ở cái môn vật lý này ha. Đó là như vậy. Rồi, nhớ ha, thì mình sẽ có là cái thuốc mê tĩnh mạch, ketamine là chất cấm hay không thời, đó là thuốc mê đó. Thuốc mê gọi là thuốc không bế phải không phải của ngộ nhập nhầy. Đang học về thuốc tác dụng trên thần kinh trung ương thì nó ức chế thần kinh, thì nó không chỉ là thuốc không bế, là cái dày. Được chưa? Ức chế dẫn truyền thần kinh nha. Trong số này có lời mẹ mua được ở nhà thuốc Hồng Thầy, nhà thuốc Kiến có đi được tính nha. Rồi đặc điểm của những cái loại thuốc mê đường hô hấp thì mình thấy đã gọi là hô hấp rồi, thì nó là cái dạng thể khí hay thể lỏng, thì bản chất của nó cũng mong muốn là nó sẽ hấp thu nhanh và dễ sử dụng, mình có thể là dễ chính liệu. Và nó là đã là hô hấp thì nó sẽ đào thải qua phổi. Ủa cái này nó mất này. Nó sẽ mất về cái đào thải, nó sẽ qua phổi và nó sẽ có thể là khi mà có những cái tai biến xảy ra thì mình có thể là sẽ giải trừ nó nhanh hơn ha. Cho là cái đặc điểm mà phân bố trong cái mô phổi thì nó sẽ được đào thải qua một phần qua phổi luôn. Còn vì sao mà chúng ta có thể là khi mà tai biến thì chúng ta có thể là giải loạn trừ, thì chúng ta có thể là dùng cái thuốc đối kháng lại để mình có thể là loạn trừ được cái phần thuốc mê ra ha. Thì còn ngược lại thì tính với lại là cái thuốc mê được tĩnh mạch thì nó sẽ có cái đặc điểm nó ngược lại, thì nó sẽ khó chỉnh điều lượng và nó sẽ khó có thể là đào thải ra. Vì sao mấy bạn cứ nghĩ đi, mình tiêm trực tiếp vào đường tĩnh mạch, mình tiêm trực tiếp vào hệ tuần hoàn của mình, thì cái sinh khả dụng của nó hầu như là bằng một đúng không bạn, và nó sẽ được phân bố và nó sẽ được di chuyển rất là nhanh, nên là chúng ta sẽ khó có thể là sẽ giải trừ và nó có thể là dẫn đến tình trạng là ngừng hô hấp nè, và nó ít có tác dụng là giảm đau và giãn cơ ha. Và tác dụng gây mê nhanh, thời gian gây mê ngắn, nhớ nha, gây mê nhanh, thời gian gây mê ngắn,
do là chúng ta thấy là nó sẽ không có nhiều giãn cơ và nó có thể là dễ gây ngực hô hấp, nên chúng ta sẽ thấy là dùng trong cái thời gian nó nhanh và ngắn. À, rồi và khi mà trước khi mà đi vào những cái thuốc đó, thì chúng ta phải biết về cái tai biến khi dùng thuốc mê. Thì trên thuốc hô hấp thì mình sẽ có là viêm đường hô hấp, co thắt thanh quản, tăng tiết dịch đường hô hấp và ngất do đường hô hấp phản xạ. Ha, cái này là do trên cái phần hô hấp. Trên tim mạch thì sẽ suy tim ngất do ngừng tim phản xạ, ngất trung tâm thất hoặc là huyết áp gây sốc. Trên tiêu hóa thì ói mỡ này nó sẽ làm những cái đường hô hấp có những cái đặc điểm về cái tai biến khi thuốc mê này, thì mấy bạn sẽ tránh ha, và mình sẽ không mong muốn là cái giai đoạn mà nó gây mê nó lại quá sâu vào cái vấn đề là liên quan đến sốc hay là nó sẽ dẫn đến là trụy tim mạch. Rồi mục đích để mình khi mà dùng thuốc mê thì bên cạnh cái việc mà dùng thuốc mê thì mình sẽ có thể là mình dùng cái thuốc tiền mê để làm sao để cho bệnh nhân của mình bây giờ nè, đối với những cái thuốc mê mà chúng ta thấy á, là thuốc mê đường tĩnh mạch đi chẳng hạn, thì nó sẽ ít có tác dụng giãn cơ và nó ít có tác dụng giảm đau, thì bây giờ là mình phải dùng những cái loại thuốc nào để mà cho nó có thể là nó sẽ giảm đau cho bệnh nhân trước khi mà mình tiến vào phẫu thuật. Và cái phần phẫu thuật mà ở cái diện mà đường tĩnh mạch đó thì nó sẽ rất là nhanh, nó khởi phát nhanh và nó tác dụng nó ngắn, thì mình phải dùng cái thuốc tiền mê nào mình để giảm đau và nó giãn cơ ra, vì đó là cái mục đích của mình. Và mấy bạn nào nãy nhớ trong cái giai đoạn mà giai đoạn 2 của cái quá trình gây mê á, thì nó có một cái phần là cái phần là giai đoạn kích thích đó, thì chúng ta cũng mong muốn là dùng một cái thuốc nào đó có tác kéo dài hơn để chúng ta khi mà dùng cái thuốc mê thì nó sẽ lướt qua hay là nó sẽ làm nhẹ đi về cái phần là kích thích của bệnh nhân ha, thì đó là cái thuốc. Thuốc hiện nó hỏi một câu nữa. Thuốc bắn như trong phim nhất luôn là nó thuốc thầy là những cái thuốc mê và đừng bị mắc đó. Được không? Thì học đi là biết nha. Phim với chạy ảnh ít coi phim ít lại đây, ít coi phim lại, bớt nước tóc lại, học trường học nè. Rồi thì hồi nãy mình nói ha, là muốn giảm đi cái giai đoạn kích thích nè thì mình sử dụng thuốc an thần ha. Rồi muốn giảm đau hay là muốn cơ thì mình sử dụng, nếu mà giảm đau thì mình sử dụng đau. Và nếu như mà muốn giãn cơ thì mình sử dụng cái nhóm thuốc giãn cơ. Thì ở đây là cái nhóm thuốc nào nó sẽ giãn đau và những cái thuốc nào nó sẽ giãn cơ thì cái bước tiếp theo mình sẽ có ha. Nhưng mà nhớ là để tránh cái giai đoạn gây cái tai biến hay là những cái mà cái mong muốn không có thể xảy ra trong cái giai đoạn mà mình muốn lướt nhẹ qua cái giai đoạn mà giảm đau hay là muốn lướt nhẹ qua cái giai đoạn kích thích thì mình sử dụng những cái thuốc bổ trợ thì người ta gọi là thuốc tiền mê ha. Thì an thần thì giảm lo lắng và giảm bớt cái giai đoạn kích thích, rồi tăng cái hiệu lực của thần chung. Rồi mình sẽ dự phòng và ngăn chặn trước các phản ứng xấu về sinh lý vật lý giống như là antrobin, thần chung để ức chế hay là để giảm tiết dịch ha, nhớ ha bạn. Rồi thì nhớ một cái nghe là antrobin nè, là cũng là một cái dạng thuốc được dùng để là tiền mê ha. Rồi thì những cái thuốc mà tiền mê mình thường dùng trong cái thuốc an thần thôi, không phải chỗ để mà ngồi mà con nam với lại là to mấy cái mà vớ vẩn đâu nha. Giờ đang học thì ra học. Thuốc an thần thì mình sẽ có đó là cái diazepam hay lorazepam hoặc là clodromazine, nhưng mà trên lâm sàng thì mấy thường người ta sẽ dùng cái diazepam này, thì nó sẽ phối hợp chung với một cái thuốc giảm đau nữa, thì nó sẽ làm gọi là cái giai đoạn dùng đến thuốc tiền mê ha. Rồi thì cái thuốc giãn cơ thì mình sẽ có, là mấy bạn nhớ hồi nãy ha, hồi nãy vì sao mình nói về cái mặt thuốc giãn cơ mà cura đó, đây trong đây mình có là cái d tubocurarin ha, mấy bạn nhớ ha. Rồi thì mình muốn cái giai đoạn nào nó xảy ra nhanh hơn, hoặc là mình muốn giai đoạn nào nó xảy ra gọi là êm hơn á, thì mình sẽ chọn cái loại thuốc giảm đau để mà cái loại thuốc mà tiền mê để mình phối hợp với nhau. Và là thuốc liệt đó giao cảm thì mình sẽ có là cái antrobin này nãy là để giảm tiết dịch này ha.
hoặc là mình sẽ có những cái thuốc kháng histamine thì nó sẽ có tác dụng trên thần kinh trung ương và nó làm cho cái tình trạng an thần có thể diễn xảy ra. Rồi còn thuốc hưng phấn tim thì là mình sẽ có là caffeine hoặc là aspirin khi mà cho cái bệnh nhân mà trong cái giai đoạn mà bệnh mình thấy là nó sẽ bị có thể xảy ra cái giai đoạn mà bị hạch tụy hồi nãy các bạn khám thì mình sẽ cái này. Nhưng mà trên lâm sàng thì cũng ít khi mà dùng cái aspirin, trừ khi nào bệnh nhân có những cái bệnh lý về tim mạch chúng ta phải cần dùng tới cái thuốc hưng phấn, hoặc là chúng ta sẽ có lại cái thuốc giảm đau opioid là mình sẽ có là cái morphine hoặc là betadine, ngoài ra mình còn có các fentanyl nữa bạn ha, là nó cũng thuốc giảm đau. Thì cái đây á, là lát nữa thì bữa sáng học là nếu như có thời gian nếu dùng thuốc tiền mê thì có loại bỏ hoàn toàn khả năng bị tai biến của thuốc mê không đàn không ha. Không thể nào mà mình sẽ có thể loại bỏ được. Khi mà các bạn nhớ vì sao mà người ta thường đó là người ta sẽ tính về cái liều lượng ha, tính về cái liều lượng của cái thuốc mê để mà dùng, và cái tai biến trong gây mê lúc nào cũng có thể xảy ra. Không thể nào mà chúng ta nói là dùng thuốc tiền mê xong thì chúng ta là không có tai biến ha các bạn. Nếu như mà không có tai biến thì sẽ có những cái phim ví dụ như là cái phim mà các bạn nhớ cái gì đó sau ánh hào quang hay cái phim của mà trong những cái Kuma Thông quên tiêu đó, cái phim mà cái gì đó Thu Trang hát hò cái gì đó đang Thu Trang dạ không ai mà mà đấy có nghe mình nói không vậy? Dạ đang nghe. Rồi những thuốc nào mà dùng để tiền mê bạn? Thu Trang. Thu Trang. Thuốc nào dùng để làm thuốc tiền mê? Ủa ngộ vậy? Phan đi Thu Trang. Dạ thuốc nào? Em nói em có nghe mà thầy hỏi em lại không biết là sao? Trang bỏ máy lên đi Trang, nhanh đi Trang ơi, để còn giải tiếp thế này Trang. Phan Thu Trang. Dạ thầy. Em có nghe không? Em có nghe không? Nói thầy cho thầy nghe đi. Dạ nghe nhưng mà em không để ý ạ. Ủa em nghe mà em không để ý là sao? Em có hay cái mâu thuẫn với lời của em không? Dạ cái tên thuốc em không nghe rõ lắm ạ. Ủa em đâu cần nghe đâu, nếu như mà em có để ý thì em nhìn trên cái slide thầy đang chiếu kìa. Hả? Em nói em nghe mà kỳ gì Trang? Ủa chưa xong mà nó tắt mic. Dạ, nhà em hơi ồn. Thì bây giờ thầy nói thầy ơi em không để ý hay là nãy em không nghe. Em có nghe mà em không để ý. Cuối cùng em có nghe hay không? Trong khi nó chưa lướt qua slide nữa nha, nó chứng tỏ đâu có nghe gì đâu, đúng không bạn? Rồi thôi để tắt tiếng bạn đi để cho các bạn khỏi có mà không ai có nhu cầu mà muốn nghe hát nghe nhạc trong lúc này nha. Vui vẻ thì đầu giờ hoặc là cuối giờ hay là sau đó học, các bạn còn học thì thôi mời bạn ra nha, mình đâu ép bạn đâu, điểm nhanh xong hết rồi bạn có quyền mà. Rồi để mình nói lại ha, phải nói tới đâu quên cái điều rồi, ai nhắc gì được không? Đèn vui nhưng đứt gì đèn quên tiêu này, nói tới đâu bạn?
thôi được rồi Thanh Thúy, tới cái đoạn mà nếu mà mình có loại bỏ được cái thuốc mê, tai biến thuốc mê không ha, thì hồi nãy mình nói đó bạn, nếu như mà không có cái mà tai biến á, thì mình đâu có cần tới những cái mà bác sĩ chuyên môn, có chuyên môn để gây mê không hả bạn ha. Nhớ nha, có bác sĩ chuyên để gây mê thôi nha bạn. Thì nên là những bác sĩ đó họ sẽ tính toán về cái liều lượng, cũng như là họ phải biết được về những cái mà cái độ nông độ sâu của thuốc mê nha. Đó, và cái độ nông độ sâu thì nó hơi gần gũi cho bạn, mấy bạn về biết, và người ta không muốn là bệnh nhân bị tiến, gọi là tiến vào cái giai đoạn mê sâu ha. Rồi, đã trả lời cho câu hỏi của các bạn đúng thì có quyền. Rồi thì đó là cái để nó để nên sẵn đây nói thêm là trong cái mà gây mê á, thì người ta còn có một cái thuốc tiền mê á bạn ha. Hoặc là trong gây mê chẳng hạn, thì người ta còn có một cái loại nữa để mà chúng ta có thể là gây mê, đó là sao? Đó là cái tên của nó là cái thuốc phối hợp an thần và giảm đau, an thần và giảm đau để chúng ta có thể là dùng để gây mê. Thì mình có an thần nè, thì mình sẽ có cái dạng phối hợp của cái diazepam, còn giảm đau một cái an thần rồi, còn cái giảm đau là gì? Cái phenytoin các bạn ha, để giúp cho mà chúng ta có thể là dẫn đến hoặc là chúng ta có thể là bước vào cái giai đoạn để gây mê cho bệnh nhân của mình, thì nó là về cái thuốc dạng an thần và giảm đau khi mà gây mê cho bệnh nhân. Rồi, cái thuốc gây mê đường hô hấp thì mình sẽ có là cái acetylcholine ha, tác dụng thì nó sẽ tương đối chậm và nó an toàn, kiểm cơ tốt, tác dụng kéo dài. Ưu điểm thì nó sẽ giới hạn an toàn, nó sẽ rộng và ít ảnh hưởng đến tim. Nhược điểm của nó thì nó sẽ dễ gây cháy nổ ha, các bạn nhớ ha, dễ gây cháy nổ, nên hiện nay thì người ta không có dùng cái acetylcholine để mà người ta gây mê nữa nhớ các bạn. Trong mà trong cái lúc phẫu thuật đó thì mình sẽ có thể là dùng những cái mũi khoan, hay là mình dùng cái loại mà nó có khả năng mà nó bắt điện, bắt lửa các bạn ha. Mũi khoan điện thì hiện nay người ta hiện đại hơn, người ta dùng những cái loại mũi khoan điện này nọ kiểu, thì nó lại có khi mà nó trong cái môi trường không khí cái độ, nên là người ta không có dùng cái ete nữa bạn ha. Đó là một cái đặc điểm để mà chúng ta cần phải lưu ý. Và tác dụng phụ của nó thì nó làm tăng tiết hô hấp, khó thở, buồn nôn, ói mửa, hoặc là giảm nhu động ruột thời kỳ hậu phẫu. Thì đó là những cái đặc điểm của cái mà ete. Thì mình sẽ có là chỉ định thì sử dụng gây mê cho phẫu thuật hoặc là kháng sinh giải để cho bệnh nhân của mình nó có thể là nó sẽ gọi là sao bạn, an toàn hơn trong cái tình cái tiểu phẫu, gọi là phẫu thuật nhỏ thì nó gọi là tiểu phẫu ha. Và chống chỉ định thì phẫu thuật trên 90 phút và phẫu thuật này dùng dao điện đó chỉ nổ ha, nên là có đó là cái lý do vì sao mà chúng ta phải chống chỉ định với lại là cái thuốc mê đường hô hấp là cái ET này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến là cái chloroform, thì cái tác dụng gây mê của nó thì tương đối mạnh, thời kỳ kích thích thì ngắn ha, cũng là một cái loại là dạng tốt đúng không? Mình mong muốn là nó sẽ lướt qua được cái giai đoạn kích thích nè, nó có cái kích thích ngắn, giãn cơ tốt, nhưng mà tác động có hại của nó là cái gì? Thì nó là làm chậm nhịp tim, hạ huyết áp và nó độc với cơ tim ha, cái này quan trọng nhớ nha các bạn, độc với cơ tim, gây ngất do ngừng tim và chúng ta lại không dùng đó, cái này cũng có cái ưu và cái khuyết, cái ưu điểm và cái khuyết điểm của nó, nên chúng ta cần phải trọng và cũng phải nhớ ha. Gây mê ok đúng không, gây mê tương đối mạnh nè, chloroform là gây mê tương đối mạnh nè, nhưng mà thời kích thích nó lại tốt, kích thích nó lại ngắn hay là tốt nữa, và nó còn có giãn cơ nữa đúng không, quá lý tưởng rồi, nhưng mà nó lại là có độc tính trên tim ha, nên là chúng ta sẽ không dùng, và có thể là nó sẽ làm suy nhược cái trung tâm hô hấp nữa ha. Rồi thì đó là cái đặc điểm của cái chloroform. Còn halothane thì sao ha? Halothane thì nó gây mê nhanh và nó mạnh hơn ET gấp 4 lần và giãn cơ tương đối tốt, bệnh nhân tỉnh nhanh rồi sau khi ngừng thuốc cũng là một cái lý tưởng rồi ha, và nó không gây kích ứng đường hô hấp, lại là cái lý tưởng nữa đúng không bạn ha. Bây giờ gây mê nhanh nè, nhanh mạnh đúng không ha, nhanh mạnh giãn cơ nè là thấy ngon rồi đấy ha, bệnh nhân tỉnh nhanh nữa lại càng thấy tốt nữa, không kích ứng đường hô hấp nữa thì lại quá lý tưởng rồi đúng không ha. Thì mình có những cái đặc điểm của cái halothane như thế nào và mình có dùng nó hay không ha. Đó
và cái tác dụng của nó và cái chỉ định của nó là dùng gây mê trong phẫu thuật cần phối hợp với thuốc giảm đau và thuốc giãn cơ. À, mà nó có thể là phối hợp với thuốc tiền mê như atropine chống chỉ định thì gây mê trong sản khoa. À, và nó đối với những bệnh nhân mà có tiền sử sốt hay là bệnh về da. Rồi, suy tim, gan, thận và hạ huyết áp. Thì đây á, là cái tác động của cái halothane này á, thì nó sẽ gây mê nhanh mạch nè. Rồi, nhưng mà nó có một cái đặc điểm các bạn, cái này cũng vậy ha, nó sẽ là gây cái tình trạng là viêm gan hoại tử. Đây là một cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà sử dụng cái halothane, và chúng ta sẽ không nên sử dụng lặp lại nha, trong vòng 3 tháng liên tiếp. Có nghĩa là sao? Bây giờ là tháng 12 ha. Tháng 12 chúng ta đang phẫu thuật. Thì trong vòng tháng 12 là đương nhiên là tháng 12 là bỏ rồi đúng không? Tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì chúng ta sẽ không dùng lại cái halothane này để gây mê. Chúng ta có thể là dùng những cái loại khác, cái loại khác để mình nói. À, vì nó sẽ làm cái tình trạng nếu như mà chúng ta dùng thì nó sẽ ok, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng là gây viêm gan hoại tử ha các bạn, nên là chú ý là chúng ta sẽ không có cái việc mà dùng cái halothane trong vòng 3 tháng gần nhất ha, 3 tháng gần nhất từ cái lần mà gây tê gây mê lần đầu. Và nó có tác dụng phụ là nó sẽ gây giãn tử cung ha, dùng gây mê trong phẫu thuật xây thai hoặc là lấy thai luôn để giãn tử cung, nên là chúng ta phải có thể là đối với những cái bệnh nhân mà trong cái sản khoa thì chúng ta sẽ chống chỉ định các bạn ha. Rồi giảm oxy, suy hô hấp và nó gây buồn nôn, ói mửa, tăng thân nhiệt, mặc dù là nó có những cái lợi điểm và nó sẽ có cái lợi ích thì cũng có thể là sử dụng trên lâm sàng được, nhưng mà chúng ta có một cái đặc điểm lưu ý là nó sẽ không được dùng trong 3 tháng liên tục ha, trong 3 tháng liên tục này, trong 3 tháng đó lại lần thứ hai. Nếu như mà có những cái phẫu thuật hay là có những cái mà tình huống mà bắt buộc chúng ta phải phẫu thuật thêm một lần nữa thì chúng ta không được cái halothane này để gây mê. Rồi cái fluoxetine thì gây mê nhanh, êm dịu, hồi phục nhanh, những cơ thích hợp, ít gây loạn nhịp tim, buồn nôn, ói mửa hơn là halothane. Đấy, ok rồi ha. Thấy dựa trên những cái đặc điểm này thì mình thấy là mình đã hiểu được là nó được dùng trong lâm sàng hiện nay các bạn ha. Rồi tác dụng phụ thì nếu như mà khi mình dùng liều cao thì nó mới có những cái tác dụng phụ là suy hô hấp, suy tuần hoàn, co giật những cơ chân tử cung, thì chỉ định thì nó thay thế halothane khi không muốn dùng lặp lại thuốc này. Có nghĩa là sao? Bây giờ trong những cái bệnh lý về ví dụ như là ung thư chẳng hạn, mà chúng ta cần phải loại bỏ khối u đi chẳng hạn ha, thì có thể là tháng đầu tiên thì hoặc là cái phẫu thuật lần đầu tiên thì chúng ta có thể dùng halothane, mà bây giờ là sau cái phẫu thuật lần đầu tiên đó thì bệnh nhân có thể là phải phẫu thuật thêm một cái lần nữa, thì có thể là bây giờ không dùng cái halothane nữa mà chúng ta có thể là dùng cái enfluran này để mà gây mê cho bệnh nhân, hoặc là từ đầu chúng ok chúng ta dùng cái enfluran luôn đó, thì nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân. Và cái enfluran, ngoài cái enfluran này ra thì nó có cái isofluran thì nó cũng tương tự với lại là cái enfluran này. Có nhiều cái đặc điểm tương tự với lại là cái Enfluran, nên là thầy chỉ giới thiệu một cái thôi. Đây. Mình qua cái thuốc gây mê đường khí thì cái nitrogen oxit này thì nó gây mê yếu, không gây giãn cơ, thích hợp cho phẫu thuật ngắn, và nó có thể là tác dụng phụ của nó là có thể là gây là nôn mửa hoặc là ói mửa sau hậu phẫu, là sau cái giai đoạn mà giai đoạn hậu phẫu là cái giai đoạn mà khi chúng ta khâu băng bó vết thương xong hết rồi thì đẩy bệnh nhân ra, thì là cái giai đoạn hậu phẫu đó thì nó sẽ có những cái biến chứng về cái giai đoạn buồn nôn hay ói mửa ha. Thì mình có thể chỉ định là phối hợp với các thuốc gây các thuốc gây mê khác để gây mê, ví dụ là mình có thể là dùng với là phối hợp với là cái halothane, hay là mình dùng với là isoflurane hoặc là methadone ha, hoặc là có thể là mình sẽ dùng một mình để mình nhổ răng, hoặc là cái giai đoạn đầu của cái vấn đề chuyển dạ dùng cái nitrogen oxit này đó ha. Thì thường á, là trên lâm sàng thì nó sẽ dùng phối hợp với lại cái thuốc gây mê khác, nhưng mà trong những cái trường hợp mà chúng ta đi nha sĩ hay gì đó chúng ta nhổ răng á, thì các bạn thấy một tí các bạn thấy mà đi nhổ răng á, ha, là bác sĩ cứ
gây mê quá sâu, do cái tác dụng gây mê của nó là gây mê yếu, nhưng mà nó có thể nó sẽ làm cho cái vùng này lỗ răng đó, cái vùng răng chúng ta hay là cái khoang miệng chúng ta đã ít có bị cảm giác, đúng không bạn? Chứ không ai mà đi nhổ răng mà chụp thuốc mê, đúng không? Không có ai chụp thuốc mê hết, mà chúng ta có một cái lợi khí đó. Ha? Các bạn thấy mấy nhà sĩ xịt vô đó, đó là cái nitro ven oxit, các bạn. Đó. Em nhổ răng tiêm thuốc vô nú là thuốc tê hay là thuốc mê thuốc tê? Đó. Rồi. Thì có thể là bây giờ là dùng cái loại một á, là mình dùng thuốc tê để nhổ răng cũng được, hay là mình dùng cái loại mà thì đương nhiên qua cái giai đoạn gây tê rồi nó ít không có dụng chuyện thần kinh nữa thì nó phải trở lại cái giai đoạn bình thường, thì bạn bắt đầu bạn có sinh lý, cái cơ thể sinh lý của mình nó mới trở lại bình thường, chứ không lẽ bây giờ bạn tiêm thuốc tê vô nó không có quay lại. Thì bây giờ ví dụ như là trong đâu phải ngoài cái chuyện nhổ răng không, chúng ta dùng thuốc tê những cái giai đoạn khác, chúng ta ví dụ như là những cái chấn thương mà vận động viên chẳng hạn ha, người ta có dùng những cái loại thuốc tê. Còn bây giờ nếu mà tê quá rồi bây giờ nó không có vận động được thì sao, đúng không ha? Đáng lắm thầy, ổn ra được nhau thôi, bớt tâm sự đi nha. Rồi mấy bạn tâm sự thì mình phải đọc thuốc ủ tê sử dụng cho việc đặt tu thì thành phần đó có cái gì, thì mấy này thiệt luôn á, hỏi tiệm mà đạt tu. Biết rồi, quá đáng luôn rồi. Ở tiệm đạt tu như thế anh ha. Đọc đi rồi biết. Rồi. Thiobentan. Nói chứ mà để hồi đi cái thuốc uống tê qua các bạn uống nghe tê đi, mình giới thiệu với bạn chuyện ăn chơi đến giai đoạn nào đó thì mình sẽ giải thích cho các bạn nghe, nào chất cắn, cái nào chất mà bay lắc từ bữa nói rồi, đừng có chỗ này chỗ nọ mà sọ chuyện kia. Ủa thầy, mỗi lần mình bị té đập đầu theo nhân gian ông bà trường đá vậy cũng phải là thuốc tê không thầy? Đá làm gì bây giờ nè, co mạch với giãn mạch, co cơ với giãn cơ, cơ chế đó a thuốc tê, thuốc tê sao lạnh này co hay là lạnh là giãn mạch hay là giãn cơ? Cơ chế đó mà đi hỏi là thuốc tê nghĩa sao vậy? Nó theo cái phần mà phần cơ các bạn, chúng ta sẽ cảm thấy là nó đập như đập phần mềm mà, đúng không? Đập đầu rồi đập phần mềm mà, đó là cái bề ngoài bề mặt thôi đó. Rồi các bạn hỏi quá là không giảng kịp bài luôn đó bạn, từ hỏi đừng có hỏi cái gì mà liên quan đến bài thôi, còn mấy chuyện nhân gian hay mấy chuyện ăn chơi cái gì từ từ, ai nào mà cuối giờ muốn có hỏi thì có nhu cầu thì hỏi, còn trong giờ học thì chúng ta hỏi mấy chuyện trong giờ học đi nè, ok không? Muốn gì cuối giờ hỏi, rồi đừng hỏi mấy câu mà nó chất quốc những nha. Rồi bắt đầu là đó là những cái loại thuốc mê là đường hô hấp ha. Thì bây giờ là mình sẽ đến là cái thuốc mê đường tim, thì mình sẽ có là cái thuốc mê là cái thiobentan, thì nó tác dụng của nó là mạnh nhanh ha, để gọi là đường tim rồi thì nó phải mạnh và nhanh, một phút thì thời gian tác dụng của nó ngắn và nó có thể là hồi tỉnh là sau 20 đến 30 phút, nó không có tác dụng giảm đau, không gây tiết dịch ít hoặc là không gây ói mửa. Cái việc này nó rất là tốt trong cái việc mà chúng ta có thể thấy là một cái loại thuốc mê để mình gây mê cho bệnh nhân, nó không tiết dịch thì nó sẽ không làm cản trở hô hấp của bệnh nhân. Thường người ta nói tai mũi họng đó bạn ha, thì nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng tiết dịch, thì nó sẽ không có suy hô hấp, hoặc là nó sẽ không về đủ về phổi của bệnh của mình, thì nó sẽ làm ứ phổi, ứ nước ở phổi, ứ dịch đó. Rồi thì tác dụng phụ của cái thiobentan thì nó gây suy hô hấp,
con hắc thanh quản suy tim loạn tim hạ huyết áp thì mình chỉ dùng trong những cái dạng mà phẫu thuật ngắn mô mềm hay là xử lý bít bỏng mà mình sẽ dùng để là khởi mê thôi. Rồi chống chỉ định với là những bệnh nhân là hen phế quản trẻ dưới 7 tuổi và người già lớn hơn 80 tuổi do cái tác dụng phụ của nó là suy hô hấp và nó co cái thanh quản nè các bạn, nên là mình phải chống. Rồi thì cái này là nó không có quá nhiều để mình nói. Ngoài ra thì mình còn có cái methohexital ha, thì bạn đọc một mình. Còn cái ketamine thì nó sẽ là gây mê nhanh và giảm đau mạnh, nó là kéo dài là 40 phút và tác dụng phụ của nó là mất định hướng, là kiểu mà mình tưởng mà mình không thấy trời trăng mây gió gì đó, không phương hướng nào, không biết đâu là nhà đó, ảo giác, có giấc mơ, cái hiện tượng có giấc mơ mạnh mẽ là cái kiểu mà bay lắc đó. Rồi tăng nhịp tim, hạ huyết áp và suy hô hấp, cái đó là những cái điểm mà mình phải lưu ý về ketamine. Rồi chỉ định của ketamine thì nó sẽ là gây mê hoặc là phẫu thuật ngắn, sản khoa, giảm đau hay băng vết bỏng cho trẻ em, liều thấp hơn cái liều gây mê thì nó sẽ có tác dụng là giảm đau. Rồi chống chỉ định thì bệnh nhân suy tim nặng hoặc là cao huyết áp hoặc là tiền sử tai biến mạch máu não, thì đó là những cái điểm mà chúng ta phải nhớ. Ngoài ra thì còn có cái chuyện là Robubon các bạn, cái thuốc mê mà Robubon thì dễ bạn đọc được mình. Hiện nay thì cái Robubon này thì mình có thể là dùng cho những cái bệnh nhân mà nó không phải nằm viện các bạn, thì mình sẽ có thể là dễ dàng nó quản lý hơn. Rồi đó là cái Robubon ha, mình nhắn vô đây để cho các bạn về bạn tham khảo thêm, đọc giùm mình. Ngoài ra cái Robubon này mình còn có là cái methohexital ha, cái này các bạn đọc thêm. Hexital đó. Okay, ha. Rồi trước khi qua một cái phần của tác dụng phụ là tăng hay hạ huyết áp được thầy cái nào. Ketamin đây, tác dụng phụ của nó làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim, tăng huyết áp, suy hô hấp. Rõ được chưa, cho nó nhanh quá là quên. Rồi trước khi qua một con qua về cái phần thuốc gây mê thì mình có câu hỏi hỏi gọi là vị trí để cho các bạn nhớ là một xíu. Nếu người có dị ứng với mấy loại thuốc mê, thuốc tê này thì sao thầy? Thì mình sẽ dùng cái diện mà phối hợp là giảm đau với lại an thần á. Đó cũng là một cái dạng mà để mà mình gây mê đó bạn. Hả? Giảm đau an thần mình có là cái diazepam với lại là cái dạng phối hợp nha, nhớ là phối hợp nha. Diazepam với lại là các ketamin nha. Rồi. Ok. Mình hỏi nha. Mình bỏ mấy cái này. Các bạn trả lời tôi xin lỗi. Rồi. Bây giờ cho mình thấy cái này đáp án ABCD đi nha. Cho nó vui vẻ chút xíu. Ưu điểm chính của isoflurane với lại là emfluran so với lại là ethylic là gì? Cái te đó ha. Buồn phú. Bùa bánh phú. Phú ơi, bây giờ nấu cơm hả phú? Phú. Bùa bánh phú. Lớp trưởng dùng một đâu. Có nghĩa là đi phố.
Phú ơi. Trả lời đi. Bây giờ cái isoflurane này là thuốc gì? Lên bỏ biết lên nói kìa. Sao nghe được không? Không, bạn gửi cung chat đi Phú hả? Rồi Huỳnh thì kim cương. Ủa tới giờ nấu cơm rồi hả nhỉ bạn? Bạn ơi, học hay là nghỉ? Cương rồi, trả lời đi bạn, ưu điểm của nó. Mình Tú Uyên Mình Tú Uyên Kim Cương, bạn Mạnh Phú trả lời vô không chat cho mình. Bạn Mạnh Phú Uyên được hai. Mai Hoàng được năm. Mỹ Uyên được bốn. Mình bỏ tiếng nhớ bạn hết rồi mà. Bỏ mic lên đi các bạn. Rồi mở mic lên được chưa? Hello. À, hello. Rồi được rồi đó. Rồi. Nãy đang mờ bạn nào quên tiêu rồi. Cảm tiên. Đúng không? Rồi lên Hy Duyên mà bạn. Có là nó gây mê nhanh, giãn cơ tương đối nhân tỉnh nhanh sau một giờ khi ngừng thuốc. Đây nè. Nó còn có thể dùng thay thế cho Haloperidol nếu mà không muốn sử dụng cái thuốc này. Rồi, ok. Rồi. Cảm ơn bạn Thị Duyên nha. Rồi mà bạn Hoàng Châu Trà My. Trà My. Dạ. Rồi, mình trả lời câu hỏi của mình đi. Cái ưu điểm của cái isoflurane có là cái isoflurane so với là cái ete là gì? Ete thì lít đó. Rồi, cảm ơn Trà My. Nguyễn Quốc Anh. Dạ em nghe thầy. Rồi, anh trả lời đi. Ưu điểm của
Ethylene thưa thầy. Là thầy nói lại thầy. Ethylene là giới ưu điểm là giới hạn an toàn rộng, ít ảnh hưởng đến tim thầy. Hả thầy? So sánh mẹ. Em nghe không rõ lắm thầy ơi. Isoflurane. Dạ. Với là cái ethylene. Dạ. Ưu điểm của ethylene là ethylene ưu điểm là giới hạn an toàn rộng, ít ảnh hưởng đến tim. Còn isoflurane ưu điểm của nó là phục hồi nhanh, giảm gây mê nhanh và êm dịu, ít gây loạn nhịp tim này. Rồi. Quỳnh Anh chương 4. Dạ thầy. Nên là câu hỏi của mình đi. Dạ thầy hỏi gì em quên. Ủa ngộ nghĩnh vậy, nhắc phải mấy lần rồi bạn. Mới vừa nhắc cho mẹ bạn Út Anh xong. Tới bạn cái bạn quên ngộ vậy. Đây, nói lại một lần nữa nha, nói lại cho các bạn khác luôn. Ưu điểm của isoflurane so với là cái ethylene. Được không? Nãy cũng có nghe đâu, mà mình nhờ mình đặt nổi lại. Dạ thưa thầy, ưu điểm là giới hạn an toàn rộng, ít ảnh hưởng đến tim. Đó là cái ưu điểm của cái nào? Dạ rồi, cảm ơn bạn Phúc Trâm Nguyễn. Phúc Trâm Nguyễn Phúc Trâm Nguyễn có đây không bạn? Trâm ơi. Đó. Rồi, Trâm trả lời cho mình đi. Nhanh đi Trâm. Nhanh đi, mình bắt đầu mình học cái phút T mình nghỉ nè. Phút T thì mình có 13 slide thôi bạn, nên gắng nghe xíu nha. Nhanh đi Trâm.